Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Lân Đa Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với điểm bán mai của bạn Thúy Hằng ha, với cô chú anh chị. Giao lưu hôm nay thì Thúy Hằng cũng có một số mai thành phẩm hàng già mùa để chơi Tết 2024 luôn ạ. Mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho Thúy Hằng luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ, kênh Cuộc Sống Lân Đa Hậu Giang chuyên chia sẻ về mai vàng, bonsai, cây kiểng các loại luôn ạ. À, mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ kênh luôn ạ. Thà em xin phép được kêu clip luôn ha quý cô chú. Dạ, chỗ của em Thúy Hằng thì hiện tại mình đang có một số cây cúc cỏ hương tàn rất là đẹp luôn á cô chú anh chị, tàn dày ha, lùng lực cũng có mà phơm cao tàn thông cũng có luôn nha quý cô chú. Mình thích sưu tầm những cây cúc thọ hương hàng già mùa phơm cao tàn thông thì mình có thể liên hệ với số điện thoại Thúy Hằng giúp em luôn ha. Hàng này chơi Tết là vi vu luôn đó mấy cô chú anh chị. Nút nụ thì bao la luôn nha. Hàng này là ghép 2-3 mùa ăn lên này cô chú, cái chột hết cái chà bá lĩa luôn rồi ha. Cây phơm lớn tàn thông luôn rồi. À, cũng có 2-3 loại giống gì đó cô chú anh chị. Mình liên hệ với số điện thoại của Thúy Hằng giúp em luôn ha. Rồi em mà xin phép được cho clip luôn ạ. Rồi chị xin chào em Thúy Hằng ơi. Dạ xin chào cô chú anh chị đang xem kênh ha. Hôm nay quay trở lại kênh thì em có về lô mai mới ha cô chú. Có cúc hoàng hậu, cúc tư long, rồi cúc họ hương hàng ghép 3-4 mùa hết rồi cô chú ơi. Rồi số điện thoại của em là 0939099607, đó cũng là số Zalo của em luôn ha cô chú. Em vô cái mã số đầu clip là cái mã số 1 nha cô chú. Là cây cúc họ hương này em ghép hơn 3 mùa rồi cô chú ơi. Dạ cây này thì có thóp thân nha cô chú anh chị mà quá trời nút nụ luôn á cô chú. Tàn nó dày mịt luôn nha cô chú anh chị. Bo ghép là bự bằng ngón trỏ của em luôn rồi đó cô chú. Cái rồi nó là cái bo ghép là nó liền lạc luôn, liền đầu luôn rồi đó cô chú anh chị. Cái này phơm tàn dù nở bông nha, cái không thấy cái nhánh đâu luôn nha. Đế cũng có đế nữa nha cô chú. Hoành 23. 23 hoành. Cao 1m32. Tán ngang là 1m15. Dạ, cây mã số 1. Cây cúc họ hương này em xin giao lưu là 2,1 triệu. Em bao ship luôn nha cô chú. Dạ. Mấy cái này thì em bó bầu, em đóng kiện gỗ cho cô chú anh chị ha. Cái phơm tàn nó tròn như cái banh vậy đó cô chú anh chị. Nút nụ thì bao la luôn nha. Cúc họ hương hàng già mùa thì chơi Tết là vi vu luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay em về toàn hàng già mùa không à cô chú ơi. Mã số 2 cũng là một cây cúc họ hương tàn dù luôn cô chú ơi. Cái con tàn nó như cây nấm gươm nha cô chú chị. Đào tròn đều luôn nha. Nút nụ thì khỏi chơi luôn ha cô chú anh chị. Hàng này cũng già mùa luôn em ha. Dạ, ghép chung lô luôn chị, 3 mùa ha. Rồi, cái trượt ghép là cỡ cái em rồi ha. Đế nở hậu nha quý cô chú. Hoành 21. Cũ 33. Để chị quay cho chị chúng nha. Rồi. Chiều cao 1m15. Tàn ngang 1m12. Rồi cây mã số 2. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000, em bao ship luôn cô chú ơi. Chính nha cô chú anh chị, cái đế nó nhìn nó cũng quái quái lắm nha cô chú. Cúc họ hương cái này chống cỡ 2-3 mùa lên đó cô chú anh chị. Rồi 1.900.000 mình đổi luôn nha. Dạ, số 3 nha cô chú anh chị. Số 3 cũng là một cây cúc họ hương 3 mùa luôn cô chú ơi. Cái này cô chú anh chị mình chơi bộ 3 được đó cô chú. Cũng là form có thấp thân cao xíu ha. Mà cái tàn nó dày, nó tròn đều như cô chú anh chị. Nụ quá trời nụ luôn cô chú ơi. Hàng này chơi tốt là vi vu cô chú anh chị. Ghép với phôi vàng vàng một cốt luôn ha. Cây này cũng nở củ đế luôn á cô chú anh chị. Rồi, chị xin cái đầu nha. Hoành 24. Chiều cao 1m17. Tán ngang là 98. Rồi mã số 3 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000, em bao ship nha cô chú ơi. 1.800.000. Cái vàng dày nha cô chú anh chị.
Mã số 4 là một cây cúc tư long, cây này em ghép 4 mùa hơn rồi ha cô chú anh chị. Quá trời cái tàn luôn rồi cô chú anh chị. Dán thì nó hơi siêu siêu nha quý cô chú anh chị. Cây ghép 4 mùa rồi cô chú ơi. Dạ. Ghép bằng có ngón ngón trỏ, ngón cái nha cô chú. Cúc tư long thì cái bông nó xăng xăng cánh nha cô chú anh chị. Bông chùm nha cô chú, bông đẹp lắm, bự nữa. Cây này cái chọt ghép cũng to lắm rồi đó cô chú anh chị. Nhỏ hoành 29 ha cô chú. Chiều cao 1m15. Tán ngang là 1m. Ủa tán ngang là 97. Rồi mã số 4 cây cúc tư long này 2,4 triệu. Em bao ship luôn cô chú ơi. Dạ 2,4 triệu. Cái tàn lùm luôn hàng già mùa nha. Dạ số 5 nha cô chú chị. Mã số 5 là một cây cúc họ Hương phơm tàn nha cô chú. Cây này cũng 3 mùa luôn rồi cô chú ơi. Tàn thông luôn rồi. Nó có 4 mùa. Nó liền trục á. Cái trục ghép ở trên đỉnh này là nó đã liền luôn rồi cô chú chị ha. Nước lộ 3-4 mùa thì nước lộ dữ lắm luôn nha cô chú chị. Cúc họ Hương ghép quá trời nụ luôn cô chú ơi. Cây này về ra bông cái là không thấy nhánh luôn á cô chú. Dữ lắm nụ luôn. Hoành 15. Chiều cao 1m45. Cây này cao lắm luôn cô chú ơi. Tán ngang là 1m08. Rồi cây mã số 5 em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1,5 triệu. Em bao ship nha cô chú. Dạ 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Lúc nụ thì bao la luôn. Cây này quá trời cái tàn ha. Mã số 6. Mã số 6 là cây cúc họ Hương. Cũng ghép 3 mùa nha cô chú anh chị. Cây này cái tàn nhìn mê luôn hết cô chú. Cây này ghép nó siêu nhẹ luôn ha. Bò ghép thì bằng ngón trỏ ha. Này dán siêu hồi đầu luôn đó cô chú anh chị. Đế này đế nơ mà còn gãy lực lắm nha cô chú anh chị. Đều luôn nha. Rồi, hoành 29. 29 rồi. Tổng đế là 112. Đo sổ nơm. Chiều cao xổm nơm là 20. Chiều cao của cây là 1m29. Tán ngang của cây là 92. Rồi cây mã số 6, cây cúc họ Hương này 5,700,000 em bao ship ha. Cái này em quắn bầu em đóng kiện gỗ cho cô chú anh chị nha. Dạ 5,7 triệu nha quý cô chú anh chị. Lúc nổ kim hả vô hết trơn luôn rồi nha cô chú. Chọc ghép là cỡ từ ngón út nó xả lên ha. Đế là nhìn lực lắm nha quý cô chú anh chị. Chị đợi luôn nha. Ok, viết long rồi. Mã số 7. Rồi cây lùng lực. Cây này ghép cúc họ Hương ghép 3 mùa nha cô chú anh chị. Rồi không thấy bà chủ đâu luôn nha bà chủ ơi. Tàn quá trời. Cây này lùng liền mà dữ lắm cái tàn. Cái này thả tàn tự nhiên mà cái tàn vậy đó cô chú anh chị. À. Nó khít gịch rồi không cần vô dây ha. Cái chột ghép là cỡ bằng cái con chỏ cái luôn đó cô chú anh chị. Cây này đế nở ha cô chú. Hoành em đo tổng thể gì là 27 nha cô chú anh chị. Cái này đế nhìn như bình bông vậy đó cô chú ơi. Chiều cao là 78. Tán ngang là 1m09. Dạ rồi cây mã số 7 em xin giao lưu là 1,900,000 em bao ship nha cô chú ơi. Dạ 1,9 triệu. Cái tàn nó như cái mặt bàn luôn vậy đó cô chú anh chị. Rồi số 8. Mã số 8 là một cây cúc họ Hương
Cây này em ghép cũng 3 mùa nha cô chú anh chị. Dạ, quá trời cái tàn luôn. Cái này mình thả tàn tự nhiên, mình chưa có vô dây mà cái tàn dữ lắm luôn rồi nha cô chú anh chị. Bò ghép thì bằng ngón trỏ tới ngón cái em luôn rồi nha cô chú. Lụ nó là siêu lụ luôn nha. Mà phơm tàn thì dày mịt luôn á cô chú anh chị. Phần là 19,5. Chiều cao là 1m19. Tán ngang là 1m26. Rồi cây mã số số 8. Cây cúc họ Hương này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2,2 triệu ha. Em bao ship luôn cô chú ơi, cái này em bó bầu đóng tiền gỗ cho cô chú anh chị ha. 2,2 triệu. Cái bao ghế trên đỉnh này nó để liền luôn đó cô chú anh chị. Lụ nút là bao la luôn nha. 2,2 triệu. Dạ. Chị đổi luôn ha. Dạ, mã số 9 cũng là một cây cúc họ Hương tàn mình chơi cặp với mã số 8 luôn cô chú ơi. Cây này cũng 3 mùa nha cô chú. Nút nụ thì quá luôn. Trời cái tàn luôn cô chú ơi. Cái bò ghép là bằng ngón tay cái em luôn á cô chú anh chị. Mấy cái bò đóng thân nó cũng liền luôn rồi đó cô chú anh chị. Cây nó tươi tốt, nó mạnh quá trời luôn. Cây này ghép già mùa không mấy cây kia nữa. Hoành là 22. Chiều cao là 1m1. Tàn ngang là 1m2. Rồi cái mã số 9 2,4 triệu em bao ship luôn cô chú ơi, cúc họ Hương ha. Cái tàn này một người ôm là không hết luôn hết cô chú anh chị, xương nó dày mịt luôn ha. Nút nụ thì khỏi chơi luôn ha cô chú anh chị, nó vô mỗi nấc lá hết trơn luôn rồi ha. Lắm cái tàn. Dạ. Để gì chơi là vô chơi. Rồi, mình đổi nha. Số 10. Là một cây cúc họ Hương già mùa luôn ha cô chú anh chị. Cô chú chị nào mình đam mê cái phơm lùng lực á thì mình chọn cái này hết cô chú. Nó rất là lùng lực luôn à. Nó lụ có luôn nha cô chú anh chị. Chọc ghép là bằng ngón trỏ ngón cái em ha. Cây này ghép với phôi mai vàng sát lớn mà cái đế nó cũng rất là lực luôn cô chú. Thấp thân rất là thấp luôn nha. Cầm rễ là chà bá lửa không cô chú. Em đo hoành tổng như gì là 44 nha cô chú anh chị. Hoành chuẩn là 44 nè. Củ đế là 107. Chiều cao của cây là 1m1. Tán ngang là 1m17. Rồi mã số 10 cây cúc họ Hương này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6,2 triệu ha. Dạ, em bao ship luôn cô chú ơi. Cái này về mình đôn cái đế cao cao lên xíu nữa là phô diễn với bộ đế. Em bỏ chậu em đóng kiện gỗ cho cô chú anh chị mình ha. Này về cô chú anh chị mình đôn chậu lên thay lại cái chậu mới vô chậu 6 ha cô chú anh chị. Đôn cái chậu cao cao lên. Rồi, đã nha. Dạ, tiếp theo là mã số 11. 11 là cây cúc quý phi nha cô chú anh chị. Rồi, hàng bonsai nha quý cô chú anh chị. Cái tàn rất là trọn và thân lắc luôn ha. Bông dễ thương lắm cô chú ơi, bông chùm đó ha. Bông luôn à. Đang ra bông gió luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nút nụ là có nụ luôn nha cô chú ha. Nhìn nó giống giống cúc hoa hồng ha. Quý phi mà nở bông một nó gọn cái là chùm 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 đặt cứng cây luôn á cô chú anh chị. Cây này cái phôi rất là duyên nha quý cô chú. Nó lên nu cục cục bích cái mình luôn á. Rồi cái đế nó như là dáng thú. Cây này em ghép 5 mùa đó nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị mình xem là có 2 bo ghép thôi. Bo ghép mà nó bự gì nè nha cô chú. Hoành cái bao ghép là 14 á cô chú anh chị. Ghép với cái phơi cái giọng lắc này rất là duyên nha. Nó kéo gần bích cái đầu rồi.
đế thì nó lên cục 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 hết trơn nè. Nó có cái thẻo ở đây mà nó đang kéo lại gần bít luôn nè cô chú anh chị. Rồi em đo hôm số nha. Vành 23. Tổng đế là 74. Bề mặt này như con kỳ lân hết ta. Giống giống kỳ lân ha. Chiều cao là 1m05. Tán ngang là 1m15. Rồi cây mã số 11. Cây cúc quý phi này 2,5 triệu em bao ship luôn cô chú ơi. Dạ 2,5 triệu. Hàng già mùa hiếm lắm cô chú ơi. Nút nụ là bao la luôn nha cô chú anh chị. Về mình chơi Tết ok luôn ha. Về mình tết mặt không luôn nha. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 12 là một cây cúc hoàng hậu cũng ghép 4-5 mùa nha cô chú anh chị. Nó liền với cái chột hết rồi cô chú ơi. Bao ghép thì bằng ngón tay cái tới ngón chân cái luôn. Cây này cái gọng lá cũng rất là duyên nha cô chú anh chị. Mình chơi cặp với số 11 luôn cô chú ơi. Cái đuôi cũng là ghép cúc hoàng hậu luôn nè. Nó liền lạc luôn rồi với cô chú anh chị nha. Đế thú đế đẹp luôn nha quý cô chú. Vành 21. Dạ. Chiều dài thú nằm là 33. Chiều cao là 1m34. Tán ngang là 1m1. Rồi cây mã số 12 cây cúc hoàng hậu này là 4,5 triệu em bao ship luôn cô chú ơi. Dạ 4,5 triệu. Hàng già mùa thì có hết trơn cô chú anh chị mình yên tâm ha, em thấy nút nụ là có hết trơn à. Cái này nụ dưới lắm rồi cô chú anh chị. Cái tổ chức ở trên này là nó có bằng. Kéo cái tàn bự đó ra. Cây này có cái rộng như chữ X sờ vậy đó cô chú anh chị. Dạ. Em là số 13. 13 là một cây cúc họ Hương ghép 3 mùa cô chú ơi. Cây này nó có cái củ như ốc sên vậy đó, củ bí á cô chú. Dạ. Nó như củ tỏi luôn á. Củ tỏi. Cây này mình quá sát cái tàn luôn. Chọc ghép thì cũng khá là to ha, tàn kín mịt luôn à. Nước nụ này vô. Nó liền với cái chột hết rồi ha cô chú. Hàng già mùa em mua kiếm cũng không có mà giá thì cũng cao ha cô chú. Hoành 21. Cũ là 32. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 1m1. Mã số 13. Em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu chẳng ha. Dạ. Em bao ship luôn, đóng kiền gỗ luôn cô chú. Dữ lắm cái tàn luôn cô chú anh chị. Cái này chưa có vô dây á, thả tàn tự nhiên mà xương rất là dày luôn. Rồi, chị ở nha. Mã số 14 là một cây cúc hoàng huyết long. Quá trời cái nụ luôn cô chú ơi. Cây này em ghép 3 mùa ha. Nụ là khích gịch luôn á cô chú. Dạ, nụ chùm chùm luôn ha. Chùm chùm luôn. Nở bông mà nhìn ghiền lắm cô chú anh chị. Nó đeo chùm cứng tay luôn á. Tàn khích gịch luôn cô chú ơi. Có một cây duy nhất ha. Cúc không gì. Này già mùa ha. Dạ cây này em ghép 3 mùa đó chị. Hoành 22. Này có đế ha cô chú. Chiều cao 1m1. Tán ngang 1m1 luôn cô chú ơi. Rồi cây mã số 14. Cây hoàng quyết long này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu mốt nha. Dạ 2 triệu mốt. Em bao xíu luôn cô chú ơi. Đùng luôn cô chú anh chị. Nụ là siêu nút nụ luôn nha. Quá trời cái tàn. Có mặt bông luôn mà. Bông có bông luôn mà nó rủ rồi. Nó rủ rồi nó nở 3-4 ngày nay à. Dạ. Chị đổi nha. Quá. Hàng số 15. 15 là một cây cúc họ Hương. Cây này ghép 3 mùa luôn cô chú ơi. Như tàn dù luôn hết cô chú anh chị có thoát thân mà cái tàn trùng ro trùng. Cây này là nụ em bao nụ cô chú anh chị mình luôn nè. Dữ lắm vàng nụ ha. Thả tàn tự nhiên thôi mà quá trời cái tàn xưa. Chọt ghép là bự hơn hút em chờ nha cô chú. Hoành 18. Có chừng trúng nha. Cái này bể đế nở luôn đó cô chú anh chị. Cao 1m32.
tán ngang 1m22. Rồi, cây mã số 15. Cây cúc họ Hương này em giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu nha. Em bao ship luôn cô chú ơi. Dạ, 2 triệu chẳng luôn cô chú anh chị. Cái tàn nhìn là ghiền luôn á với cô chú. Đế này cũng có bị đế nở luôn nha. Rồi. Dạ, cái này cũng là cây cuối clip của em mà cô chú ơi, rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ liên hệ qua số điện thoại 0939 099 607 đó cũng là số Zalo luôn ha. Em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn nha cô chú anh chị.